Xin chào quý vị, tôi tên là Xuân, không phải là ca sĩ mà ca lẻ thôi. Ở nhà thì con hát karaoke cho chồng con nghe, nhưng mà có chồng nghe con nghe không được, con không hát. Hôm nay tôi xin trình bày bản anh trai mùa xuân và kính chúc quý vị một mùa một năm mới vui vẻ bình an và hạnh phúc. Phải vỗ tay tôi đánh nhiều mấy không?
người hát được hôm nay, có cả lần sau tôi không mời nữa.
nói nhiều lắm nghe em bị buồn nhưng mà em tôi thương
Tôi thấy là quay ra cái này nó hơi giống. Bây giờ tôi trở lại lúc đầu tiên, tại vì tôi hát bây giờ tôi không muốn đi ngủ. Ok, tôi về quay lại lúc đầu tiên thì mình hát trong góc này cho nó khỏi bị chướng. Cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nặng lòng bên ngay lên máu tim tình đời buồn những cơn say khói thương cứ từng đêm dài tôi đốn cháy đời ôi tình sâu vui Thank you.
dám yêu em mất nơi dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người con ngày còn ăn say đắm bao đóa hoa để trái tim mà lặn ra. Khi trao con tim đến cho anh rất mong được tin anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày. Một mai trên đường đời hai lối, nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng gian khang, tin em sẽ đâu. Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương thì không còn gặp gỡ. Hận sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng gian khang. Người ơi anh đã yêu tình em. Đã vương đôi môi rồi, người còn ngày muốn ăn say đắm vào đó hoa để trái tim mà lặn ra. Khi trao con tim đến cho anh rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế em mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương. Một mai trên đường đời hai lối, nếu sống bên nhau nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng gian khác, tim em sẽ đau. Dù nói với nhau cứ chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương thì không còn gặp gỡ. Hơn sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng gian khác. Người ơi anh đã hiểu tình em. Một mai trên đường đời hai lối, nếu sống bên nhau nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng gian khác, tim em sẽ đau. Dù nói với nhau có chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương thì không còn gặp gỡ. Hơn sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng gian khác. Người ơi anh đã hiểu tình em. Yeah.
thân này nhớ đến em vô cùng. Giờ đây em ra sao không biết em sống như thế nào từ khi ta chia tay. Lôi kéo được rất là nhiều
tất cả các bà con người Việt cũng như là những cái ngày Heritage, tất cả các hội đoàn rất là ủng hộ và rất là vui mừng với những cái tiết mục múa của trường Việt ngữ Edmonton. Thì nhân đây chúng tôi cũng có một món quà để muốn còn lưu niệm để tặng lại cho nhóm múa của Edmonton, trường Việt ngữ Edmonton. Xin mời các chị cô giáo Lan lên để nhận quà từ hội người Việt. Hi Lan, how are you? Just want to present you and Julie Vietnu, Edmonton or the Edmonton Vietnamese School, with a plaque signifying all of your hard work for the Vietnamese community. Ever since I first met you in 2013, you and all of the girls have grown into such mature and beautiful ladies who are continuously preserving the Vietnamese heritage here in Canada. And we'd like to recognize that. Congratulations. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các em nhỏ và tất cả các phụ huynh. Cũng nhờ cái sự cộng tác của các phụ huynh mà các em mới có cái thời gian đưa đón em tới để phụ giúp cái chương trình của trường Việt ngữ Edmonton nói riêng và hội đồng hội người Việt nói chung. Để xin chân thành cảm ơn. Kính chào quý cô ông bà và chị em. Chúng ta thấy hai câu thơ trên này. Văn nghệ mừng xuân của hội của trường Việt ngữ Edmonton, và chúng ta thấy năm 2020 mừng xuân hạnh phúc bình an đến, năm mới vinh hoa phú quý về. Xin kính chúc toàn thể quý cụ ông bà đồng hương của Edmonton một mùa xuân gia đình ấm áp, và trong chúng ta thấy ngoài trời rất là lạnh lẽo nhưng mà muốn là trong gia đình chúng ta hạnh phúc và yêu thương nhau. Xin quý vị cho một tràng pháo tay lớn để tôi cùng hát chúc thủy các quý vị có nhạc phẩm mừng xuân. Xin quý vị cùng nâng ly uống một ly rượu mừng của ngày xuân. Xin quý vị nâng ly ạ. Hòa bình, ngày mong xuân thôi, quân đời, ngày ấy quê hương.
quý đồng hương. Bây giờ cho 50-50 nói là hứa. Bây giờ 50-50. Bây giờ tôi xin tôi đố là đóng cửa bán 50-50. Bây giờ tôi sẽ bốc thăm ai chú bé cũng xong hay xong rồi. Okay. Now 50-50. No more, right? Last call. Everybody around here, raise your hand. Cũng muốn mua, nếu mà muốn mua cho tay lên. 50-50 ủng hộ chị mà nữ thì cứ giơ tay lên, còn không á thì mình end. Okay. Một, okay. 2, 3, đâu. Okay, now bây giờ xin mời mang ra, xin mời mang vé ra để biết để lấy. Ok. Không có bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu tiền và một nửa là bao nhiêu? Ok. Ok. Tại vì tôi bây giờ nhờ ai nhờ một người lớn nhất tuổi đây, nhờ vào. Ok. À không có tới bàn. Ok. Có nhờ một ai lên bốc ra. Lên bốc dù. Ok. Có ai muốn không hết giờ. Ok. Xin mời nhờ một người già người đưa cho bà ngoại bà bốc. Đây. Ok. Ok. Ai. Vô. Ok. Ở đây còn bé nào? Mình thông báo là mình bán được tất cả là 1.200 đồng tiền tiết kiệm. Cảm ơn tất cả các phụ huynh huynh quý là cả nữ có mặt ở đây ủng hộ cái tiết kiệm. Thì ai mà trúng vé hôm nay thì được là 510 đồng đem về, còn 510 đồng để ủng hộ trường dân nữ cho tôi đến chỉ trong vòng 30 giây thôi, ai mà đi kiểu người khác bốc. Ok, cho nên có cố gắng thì thôi, ok. Trong 30 giây mà không có số, tôi bốc không số khác. Chú này chỉ được bốc số đầu thôi, tôi bốc số sau. Ai mà đi tiểu thì cũng liền đi. Ok. Ok. Tôi đọc số này, ok. Nhớ này, ok. 065 0035. Ok. 065 00 xin mời lên 065 0035. Ok. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20. Ok. Đúng rồi. Ok, 06503 ok, 065035, ok, đúng rồi đây, đưa người khác trước, đưa người thứ ba trước, ok, xin mời, chứng dụng có phải đây là số, bốc ra, đây là số của, rồi, 065034, ok, xong, ok, anh Khải, ok, xin mời quý vị cho chàng pháo anh Khải này, mặc áo, là sư huynh của tôi. Ok, nhìn có. Ok, muốn nói gì không? Ok, ok. Cái này không ép nha. Ok, nói là cái này đâu lấy nói thế nào bây giờ? Nói đi. Tôi phải cũng tặng lại cái số tiền này lại cho trường điện nữa. Cảm ơn. Thấy chưa? Giàu trước một cái là ngon chỗ liền này. Cảm ơn. Cảm ơn, thank you. Ok. Cảm ơn vợ phải không? So, quý vị nào mà không biết tiếng Anh ấy, thì tức là we have a draw of 50-50. Total amount is $1,020. So half and half. So we get 50%, which is $510. With our investor, he donated that to us. So we thank him. Before we draw, we told him, We don't look at that. But you know that. So thank you very much. Bây giờ tiếp tục chương trình. Xin mời bạn số 9. Hello. Yeah. Bạn số 9. Hello.
Ok, tức là bây giờ là mình ăn no rồi, mình lấy tiền rồi, bây giờ là chơi tự do. Quý vị nào bây giờ tôi sẽ bốc thăm và một thời gian nữa, nếu mà không ai muốn hát thì tự động lên, muốn hát bài thì lên chơi thôi. Ok, ai muốn về thì bây giờ có thể về được, nhưng mà chưa, nhưng mà tôi xin nhắc rằng là đừng có uống say mà đi về. Ok, trời này không tốt, ngoài lạnh nhiều khi mình say mình biết. Ai mà đi chung thì chơi vui được đấy. Ok, hello. Hello. Cái này sao xa hả? Ok, xin mời giới thiệu nha. Yeah.
phép quý vị là phát phần thưởng cho những ai lên hát. Bây giờ xin mời tất cả những ai lên hát, tôi đọc từng giải thưởng một. Quý vị theo vỗ tay thì quý vị phát, tôi sẽ thay mặt phát giải thưởng cho quý vị. Tất cả những ai hát xin mời lên sân khấu. Tất cả những ai hát xin mời sân khấu. Cái này vui thôi, ok, cái này có giá trị và có giá trị tinh thần. Tất cả những ai hát xin mời lên sân khấu, ok. Cái này không có tên nhưng mà quý vị có thể gửi tên về tôi. Ok, tất cả, ok, tất cả những ai hát xin mời lên sân khấu. Ok, cái này vui thôi, không có sao, cái này nó có giá trị tinh thần giúp tôi, ok. Còn xin lỗi chú nhân tài, mình mất thời gian là mình hát sau, mình có giải thưởng đặc biệt sau, ok. Xin mời quý vị, tôi có giải đầu tiên là giải can đảm, xin mời quý vị. Xin mời quý vị vỗ tay cho ai là có giải can đảm. Ok quý vị, giải can đảm. Giải can đảm. Ai? Ok. Giải can đảm. Không có người vỗ tay. Ok. Xuất sắc nhất. Ai là xuất sắc nhất? Ok. Bây giờ muốn ai xuất sắc nhất? Ok. Bây giờ như này, tôi đi từng người một, ok? Tới đó ai vỗ tay nhiều, ok? Xuất sắc nhất. Không vỗ tay. Xuất sắc nhất. Ok, xin mời, cảm ơn, ok. Ok, giải thứ hai là ấn tượng nhất. Một người có giải được 3 giải, 4 giải, ok? Ấn tượng nhất, ai mà hát ấn tượng nhất? Ấn tượng nhất. Ok, ấn tượng nhất. Cảm ơn, ok. Ai hát lãng mạn nhất tức là sexy, ok, lãng mạn nhất ai? Đâu, ok, cô Kỳ, không có chạy được, người ta chọn lãng mạn nhất rồi. Truyền cảm nhất, ok, đâu, đây là không, ok, truyền cảm nhất, ok, một giải nữa là giải can đảm nhất, đâu, can đảm nhất, ok, còn giải cuối cùng này là bất khả bàn, ok, giải này giải bất khả bàn, tức là hát đấy. Không có chê được, hoặc chê thì tức là không được nói về người hát như thế nào. Giải này của cho ai? Ok, tôi được giải bất khả bàn nào. Ok, cảm ơn. Ok, xin mời quan viên. Ok, cảm ơn. Cái này vui. Thank you very much. Cảm ơn. Bây giờ hết, bây giờ đến tiếp tục chương trình. Khi mà chú Huy. Alo. Anh sẽ thương mình kính mến.
anh đến lâu hoa bạc sông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.